Thánh Phaolô tông đồ ở tín hữu Côlôse. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết huyền hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hướng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm. Hãy nói nhân danh Chúa Giêsu mà nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Lời của Chúa. Jesus said to his disciples, "I solemnly assure you, unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. The one who loves his life loses it, while the one who hates his life in this world preserves it to life eternal. If anyone would serve me, let him follow me. Where I am, there will my servant be. Anyone who serves me, the Father will honor." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus.